Ôi gió nó mát, cây xanh nó lá rụng y như là mùa thu luôn chị. Đang mùa hè mà cứ như là mùa thu, lá rụng từ đã, mát mẻ dễ chịu luôn đó. Chị nhìn thấy nè, khu dân cư không, rất đã luôn, xe hơi không đó. Ở đây là mật độ dân cư rất là đông, cũng như là rất là dân trí cao anh chị, ở rất là thích luôn đó. Phải nói là Bình Dương thì khu này thì ở rất là thích luôn, giá vừa tầm phải, anh chị nào có tài chính thấp cũng sở hữu được căn nhà ở đây đó, rất là tuyệt vời nè. Đường ra xá rộng rãi nè, 7 mét nè đó, vỉa hè 3 mét nè, cây xanh nè, điện âm nè, nước âm nè đó, hệ thống chiếu sáng đèn nè đó, rất tuyệt vời luôn. Buổi chiều gió đã gì đâu luôn anh chị. Hôm nay là Lộc có căn nhà chưa đến 4 tỷ và còn được thương lượng mạnh lên chị ha. Đó đây nè, đó, đây chính xác là một cái nhân vật mà Lộc sẽ giới thiệu cho anh chị nè. Ấy, thiết kế theo phong cách là tân cổ điển anh chị ha. Đó, nhìn rất là độc lạ so với lại những căn nhà khác ở xung quanh anh chị ha. Đấy, rất là độc lạ luôn. Đó, thiết kế là theo kiểu tân cổ điển, mái thái nè, đó, rất là đẹp luôn. Ban công rồi có cây xanh rồi, anh chị thấy không? Đó, rồi những cái mái Nhật nhìn rất là hầm hố cũng như rất là đẹp anh chị. Đấy, nhưng mà phối cái màu thì nói chung là Lộc cũng chưa ấn tượng lắm ha. Ở khu vực này thì nó thuộc gọi là ấn tượng nè. Rồi bây giờ Lộc sẽ dẫn anh chị vào trong ngôi nhà để mà khám phá ha. Ngôi nhà mình nè, đầy đủ nội thất nè, thiết bị nè, rồi dán PVC toàn bộ luôn, rất là đã luôn. Rồi trước khi bước vào nhà thì Lộc cũng mong là cô chú anh chị là đăng ký để ủng hộ cho Lộc cũng như là để theo dõi những bất động sản mới nhất tại kênh Lộc Bất Động Sản, và điều đặc biệt là sẽ có cơ hội đầu tư những căn nhà rất là đẹp hoặc là về để mà an cư lạc nghiệp anh chị ha. Đó, đây là hệ thống cửa nè, mình sẽ có là cửa hai lớp ha, một lớp là cửa là cuốn tự động ở trên đây xuống nè, một lớp cửa là nhôm sinh pha kính cường lực nè anh chị ha. Đấy, và đây là sân ô tô của mình nè, đó, xe mình vào tới đây luôn đó, anh chị ha, rất thoải mái luôn. Ở đây thì riêng về dân cư á, thì an ninh tuyệt đối luôn, nên là anh chị có thể để xe bên ngoài luôn nè, nhưng mà mình đã có sẵn một cái sân ô tô ở ở trong nhà thì mình cứ chạy thẳng vào luôn anh chị, nó rất tuyệt ha. Rồi trước tiên thì mình sẽ xem tường trần cũng như là nội thất nè. Đó, trần mình thì với một cái tông màu trắng nè anh chị, đó, một cái tông màu trắng rất là sáng luôn, kết hợp được hai bộ đèn trần và một cái quạt quạt trần anh chị. Đấy, và tường mình nè anh chị thấy không, đó, này là ốp nhựa nè, ốp PVC nè, lam nhựa nè, đó, ốp toàn bộ từ dưới sàn lên tới trần luôn chị, rất là dễ vệ sinh luôn, và cũng như là yên tâm về vấn đề sạch sẽ, vì con cái mình á, ví dụ có vẽ lên mình cũng lau rất là dễ anh chị. Đó, ở đây là mình sẽ được sẵn một bộ sofa salon bằng da, đó, da xịn nha anh chị, đó, da xịn nè, đó, rất là sang luôn, một tấm thảm đi co nhẹ vô cái là rất là dễ chịu ở khu vực này luôn chị. Đấy, nằm đây ha, xem tivi ở vị trí này nè. Đó, đây là tủ kệ tivi cũng như là khu vực để mà để tivi nè. Các tủ kệ này đều có đèn hết, rất là sáng, mình rất là dễ phối ha, mình bỏ vài cái đồ lưu niệm vào thì sẽ rất là đẹp luôn. Đấy, ở mặt này thì được ốp nhựa PVC nè, lam nhựa nè, rồi kết hợp những cái bức tranh khá là ăn tường anh chị ha. Đấy, rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo thì phòng bếp mình anh chị, đó, đầy đủ nội thất luôn ha, ốp nhựa lên tới trần luôn nè, giống y cái phòng khách luôn, rất là sạch sẽ luôn. Đó, viền viền lam nhựa còn có đèn nữa anh chị. Đấy, một cái điểm nhấn khá là ấn tượng ha, cho một cái căn nhà luôn anh chị. Ở trên mình có cái đèn chùm kết hợp là quạt trần nè, rồi mình có bộ là bàn ăn nè, đấy, bộ bàn ăn 6 ghế ha. Còn đây là khu vực là tủ kệ là bếp nè, đó, tủ kệ bếp nè ha, đấy, rất là sạch sẽ luôn, yên tâm về căn nhà luôn chị. Đó, phía sau mình sẽ có một cái giếng trời nè, kết hợp những cái cây xanh nè chị, khá là đẹp ha. Ở trên đây còn có mấy cái bóng đèn nữa nè, mấy bóng đèn chiếu vào ban đêm nè, đó, rất là sáng luôn. Ngoài sau mình là ốp ốp gạch lên tới trên vị trí của trên cao nhất luôn anh chị. Rồi đây là nhà vệ sinh. Đấy, nhà vệ sinh, thiết bị vệ sinh Awa nè. Rồi ở đây là hàng của Lyka, là Lyka, thiết bị đầy đủ luôn ha anh chị ha. Đấy,
Ở đây mình sẽ được ốp gạch lên tới trần luôn, cũng như là hệ thống hút mùi nè. Đấy, khá là đẹp cho căn nhà luôn anh chị. Rồi, đặc biệt nữa nè, cầu thang nè anh chị. Đó, ốp PVC luôn. Đấy, rất là chịu đầu tư luôn anh chị. Một căn nhà phải nói là ở không sợ dơ luôn. Này là lau cái là sạch liền luôn anh chị. Đấy, mặt dựng cầu thang cũng vậy nè, ốp nhựa PVC lên tới trên trên trần luôn nè anh chị ha. Đó, khá là đẹp anh chị. Lên đèn. Wow. Wow, một phòng ngủ. Có nội thất đầy đủ luôn. Tủ quần áo nè anh chị. Nhìn rất là sang luôn. Ở trong là có đèn đó anh chị ha. Lộc chưa bật đèn nè. Chỗ này là để trang điểm cho những người phụ nữ đẹp gái nè. Đấy, nhà vệ sinh tích hợp luôn nè. Wow, căn nhà quá sang luôn anh chị. Quá sang luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó, khu vực này là khu vực làm việc nè. Đó, khu vực ngồi chơi game Liên Minh Huyền Thoại. Đó, khu vị trí này ha, có một cái cửa sổ nè, thông gió nè. Rồi mở cửa ra thử coi ngoài sau có gì. Đó, của mình là đường thông bằng cờ anh chị ha. Ủa, cửa này mở sao ta? Đó, đường thông bằng cờ nè anh chị. Đấy, mình đang song song với là con đường bên kia ha. Thì đây là khu dân cư, khu đô thị nên là đường nó sẽ là đường bằng cờ anh chị. Rồi được rồi, khỏi đi. Đường bằng cờ đi khắp ngõ ngách luôn. Nè, cửa mình là làm bằng cửa lõi thép chống cháy nè anh chị ha. Yên tâm luôn. Có làm bậy cũng không sợ bù nhí nó đốt đâu. Yên tâm. Không có sợ bị đốt nhà đâu. Đấy. Wow. Một căn phòng master room. Đẳng cấp dừng chưa tới 4 tỷ anh chị. Tiết lộ cho anh chị luôn, 3 tỷ 800 triệu cho một cái căn rất là đẹp luôn anh chị ha. Đầy đủ nè, giường nè, bàn trang điểm nè. Đó, decor mấy bức tranh nè. Tủ quần áo nè. Rất là sang trọng luôn. Kệ tivi nè. Đấy, những cái điểm nhấn này khá đẹp anh chị. Wow. Đèn chùm. Đấy, đây là ban công. À, ban công sân thượng thứ nhất ha. Mình cũng sẽ có là một cái không gian để mà ngồi uống trà, mình làm việc nè, rất là thoải mái luôn. Đó, ở đây còn có cây xanh nữa nè anh chị. Đó, anh chị nhìn xung quanh nè, nhà cửa thì khỏi nói luôn, nhà nào cũng đẹp hết anh chị. Ôi, gió nó mát lồng lộng luôn. Rồi, đây là căn phòng ngủ thứ hai rồi ha anh chị ha. Khá là đẹp luôn. Có nhà vệ sinh tích hợp nè. Đấy, trời ơi thiệt chứ, ở đây mà làm cái bồn tắm ngay vị trí này nữa ha, khá là vừa vặn luôn nè. Ở đây là xây tường luôn, đảm bảo luôn. Ồ, làm gạch, Ồ, nhà vệ sinh khá đẹp anh chị, dán là tới trần luôn nè. Đó, khá đẹp luôn. Rồi tiếp theo thì Lộc sẽ dẫn anh chị lên tầng thứ hai ha. Trời ơi, căn nhà đẹp quá anh chị ơi. Đừng chần chờ gì nữa, hãy liên hệ nhanh cho Lộc để sở hữu nha. Đó, đây là căn phòng ngủ thứ ba nè. Rồi, phòng khá là rộng luôn anh chị, đều có cửa sổ hết anh chị ha. Đó, mở ra gió rất là mát luôn. Cửa là cửa lõi thép chống cháy luôn nè. Đấy, tầng 2 thì mình sẽ sử dụng chung nhà vệ sinh nè. Đó, nhà vệ sinh rất là rộng luôn. Nhà vệ sinh này xỉn vô nằm ngủ luôn anh chị. Quá là rộng luôn. Đó. Rồi, đây là căn phòng ngủ thứ tư nè anh chị. Đó, khá rộng anh chị ha. Mình cũng sẽ có ban công giống y như tầng 1 luôn nè. Đấy. Rồi, tiếp theo mình lại lên trên sân thượng. Đó, sân thượng để xem sân thượng có những gì. Và đặc biệt luôn thì vị trí sân thượng là một cái vị trí để mình bao quát được tất cả mọi thứ xung quanh nơi mình sinh sống anh chị ha. Rồi, wow, đây là sân thượng phía sau nè anh chị. Dạ anh tưới cây ha anh.
Đó, đã không? Đâu phải ở trong thôn mới có nhà vườn đâu, ở ở thành phố cũng có vậy hả? Khá tuyệt vời luôn. Anh chị về nè, nãy này là dựng lên cái rào y như bên đó luôn, là có một cái nhà vườn rất là đẹp rồi. Đó, buổi chiều tứ tứ là vui không? Nuôi vài chú chim cho nó hót thanh thoát nữa là xiền luôn. Anh mới về đây hả? À vậy hả? Anh đó, anh Không. mới về đây ở hả? Dạ không không. Em đi quay cho chủ nhà. Dạ em đi quay chủ nhà. Quay Đó. chủ nhà Dạ em quay bán giùm á. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, bên đây là vườn hoa, bên đây là vườn trái cây. Đó, mận xoài gì tùm lum luôn à. Ở trên trồng nho nữa kìa. Đó. Trời ơi. Khá tuyệt vời anh chị ha. Anh chị nhìn thấy xung quanh là biết nhà đang ở hết chứ đâu phải nhà bán đâu anh chị thấy không? Đó, có máy giặt đồ phơi đồ, đồ cây xanh đồ đó là biết là nhà đang ở đó, chứ không phải nhà bán anh chị ha. Đó. Dạ. 3 tỷ 8. Ừ. Thương lượng chứ. Thì mua được bao nhiêu? Trời ơi thì quan trọng là trả chứ. Chứ giờ nói biết nói thì sao giờ? Đúng rồi, mua bán nhà phải có thương lượng chứ, mua bán phải thuận mua vừa bán. Dạ. Anh có muốn mua không? Em ở Mỹ về. À, ở Mỹ về. Ồ. Bán nhà là Thấy con chưa? gái. Thấy chưa, Mỹ về ở đây ở luôn hay không chị? Đó. Em ở Mà bên sao Mỹ mua luôn căn nhà này đi, luôn đi ở cho. em mua cho ai ở? Anh vui tính quá. Mua cho ai ở? Dạ, rồi em cảm ơn anh nha. Rồi. Đó, Việt Kiều về ở hay không anh chị? Việt Kiều về ở luôn. Rồi. Vậy là trên đây mình sẽ có một cái phòng thờ anh chị ha, một vị trí tôn nghiêm tách biệt khỏi khu vực ngủ nghỉ của mình nè, cũng như đi lại mình nè. Đấy, còn cái này là sân thượng phía trước nè anh chị. Rồi, đây là sân thượng phía trước nè. Anh chị nhìn xa xa đằng kia kìa, có một cái bệnh viện ha. Cái đó là bệnh viện của An Phú anh chị, đó bệnh viện An Phú ha. Thì từ đây mình cách ngay chỗ ngã tư Miếu Ông Cù là chỉ 210 mét thôi. Chỉ hơn 200 mét thôi mình ra được ngã tư Miếu Ông Cù, là cái vị trí là nối liền giữa DT743 ha. Là mình sẽ là gần ngay vị trí của ngã 6 An Phú, ngã 6 An Phú thì về hướng này, cũng như là ngã tư 550 là thêm 4 cây nữa là 7 cây anh chị ha. Cũng như là mình sẽ về là thành phố Hồ Chí Minh ngay chỗ vị trí của sân bay là tầm khoảng 20 cây anh chị. Đấy, một vị trí thì gần thành phố rồi. Ở đây là trung tâm của phường Bình Chuẩn rồi, nên là rất là đắc địa anh chị ha. Đấy, nhà cửa nè, nhà nào cũng đẹp hết anh chị. Đó, và chính xác thì vị trí này là thuộc phường Bình Chuẩn của thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương anh chị. Ở đây thì vô vàng tiện ích rồi, nên anh chị khỏi phải lo ha. Trường cấp 1, cấp 2, rồi trường quốc tế. Nói chung là đầy đủ hết luôn, bệnh viện, rồi bệnh xá. Đó, rất là nhiều. Và Lộc sẽ tổng kết lại thông tin cho anh chị căn nhà này ha. Căn nhà này đang có diện tích là 60 mét vuông anh chị ha. 60 mét vuông, ngang là 4 mét, dài là 15 mét. Thiết kế theo cái kiểu là tân cổ điển anh chị ha, tân kiểu điển. Ở trên mái ngói Nhật nhìn khá là sang, cũng như là nhìn căn nhà mình rất là chắc chắn anh chị. Đó. Rồi căn nhà mình sẽ nằm tại là hướng đông anh chị. Đó, thuộc cho anh chị nào là đông tứ trạch anh chị ha. Ở căn nhà mình khỏi nói rồi. Ôi ôi. Quay lại cái phòng cái đã quá anh chị. Đó. Quá trời đã luôn. Trời ơi. Không thể nào chơi được căn nhà này luôn rồi. Quan trọng là anh chị có thích hay là không thôi. Giá thì đã quá rẻ và giá quá là ok luôn anh chị ơi. Đó, xung quanh là hầu như là 4 tỷ trở lên hết. Ở đây là chỉ có giá là 3 tỷ 800 triệu thôi. Và còn được thương lượng nữa anh chị. Một căn nhà rất là đẹp luôn. Và cũng như là thiết kế rất là sang. Nội thất đồ đầy đủ hết. Không thiếu thứ gì luôn anh chị. PVC thì chơi kiểu mà dán full luôn nè. Đó, chơi sang, chơi chảnh luôn. Dán hết. Tới tới trần, từ dưới sàn lên tới trần luôn nè. Rất là sạch sẽ luôn anh chị ha. Đấy, rất là đẹp luôn. Đường thì đường 7 m. Vỉa hè 3 mét, rồi cây xanh, cống thoát nước, điện âm, rồi điện chiếu sáng, rất tuyệt vời luôn.
đó, chỉ có giá là 3 tỷ 800 triệu thôi. Rồi anh chị nào mà cảm thấy là phù hợp với lại nhu cầu, phù hợp vị trí, phù hợp mục đích thì anh chị hãy liên hệ cho Lộc ha, để sở hữu ngay một căn nhà nằm tại là phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, rất là đẹp cũng như là giá hiện tại đang rất là tốt luôn anh chị ha. Rồi Lộc Bất Động Sản xin kính chúc quý cô chú anh chị một ngày thật là an lành và tràn đầy hạnh phúc.